Xin chào bà con nha. Mọi người thấy cái bồn này của Út không? Cái bồn này là bồn ngàn lít nè mọi người. Thì ở chợ Út á, bây giờ chuẩn bị làm mang cấp 1 và cấp 2. Thì ở video này thì Út làm ngắn thôi. Cấp 1 như thế nào để cho bà con mình muốn ủ men để ủ thức ăn, hay là khử mùi chuồng trại, hay là dùng để rửa ao hồ á, thì mọi người có thể tham khảo thử ha. Thì đây mọi người, Út sẽ sử dụng cái bồn ngàn lít này. Còn nếu như mà bà con nào mà không được mua được cái bồn này thì mọi người có thể sử dụng những cái thùng bi xanh như thế này. Cái thùng này là 120 lít. Thì nếu mà ủ một lần 1 ký men á thì mọi người có thể sử dụng là 10 cái thùng như này ha. 10 cái bi 120 lít như thế này nha mọi người. Rửa sạch hết đi nha mọi người. Thì chải Út á là tại vì Út muốn ủ cái này nè để nuôi cái con rùa lính đen, với lại là cho nó giống như là nó khử được mùi, cũng như là khử được mùi là một cái phần nhỏ rồi. Bình thường chạy Út nuôi mà nuôi bình thường thì nó nuôi bằng mực rỉ đường thì nó vẫn không có mùi gì hôi hám gì bình thường mọi người, nó hơi hắc hắc thôi chứ không phải là hôi thối không chịu được đâu. Rồi mọi người thấy là Út ăn ở ngay tại cái chỗ nuôi rùa lính đen của Út luôn á, nhưng mà nó cũng không có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của Út hết á. Và thì cái mục đích của Út là ủ cái men này nè để Út cho cái con rùa lính đen của Út ăn á. Một phần á, là giúp cho tiêu diệt mấy cái con vi khuẩn nó có hại mọi người, và nó mang lại những cái lợi khuẩn cho cái con rùa lính đen sau khi mà mình nuôi thành sâu thương phẩm. Thứ nhất là Út cho trại chim giống của Út ăn á, cho nên là Út cần phải kỹ hơn để đỡ xảy ra những cái rủi ro trong cái khi mà nó ăn cái con rùa lính đen á mọi người. Thì nó yên tâm hơn, và đặc biệt là Út hay giao cho mấy chạy gà đá rồi á, cho nên là Út muốn mình làm cung cấp những cái sản phẩm tốt nhất cho mấy cái chạy gà, tại vì Út cũng có ưng thích gà lắm, gà đá, cho nên là Út cũng nuôi, cho nên Út biết được là mỗi lần mà nuôi đổ ra một con gà rất là cực, cho nên là mình phải kỹ từ cái khâu ăn uống nước nuôi này nọ. Cho nên là Út ủ cái men này nè, men cấp 1 thôi mọi người. Thì bà con nào mà ở nhà đang có men nào thì dùng men đó. Tất cả cái men vi sinh nó đều có giống nhau hết, nó giúp lên men, rồi nó sử khử những cái con vi khuẩn có hại, và nó mang lại những cái lợi khuẩn cho cái đường ruột của con gà, hay là con heo rừng, hay là con dê của mình mọi người. Cho nên là mọi người cứ dùng nha, không cần thiết phải là mua men này men kia. Thì đây bây giờ thì Út sẽ làm phụ em á. Tại vì nếu mà Út đáng lý ra là bỏ trực tiếp vô cái thùng bi này luôn, nhưng mà do Út muốn quay cho bà con mình coi thử coi cái cách ở trại Út làm á, thì Út bỏ ở đây nha. Thì có nước không, anh chuẩn bị nước cho em, đổ nước. Đây đầu tiên á mọi người, thì Út sẽ sử dụng đây mực rỉ đường ha. Út đi Út lấy giùm em mực cái can mực rỉ đường đây. Mực rỉ đường mọi người, thì đây nè mọi người, lấy cho em can, lấy 5 lít mực rỉ đường ha mọi người. Đây, tại vì á mực rỉ đường này á thì nếu mà có thì nó sẽ tốt, còn nếu như bà con mình mà ở cái khu vực mình không mua được á mọi người, thì mình chỉ có thể là chuyển đổi từ 5 ký mực rỉ đường thành 3 ký đường nâu á nha mọi người. Cái đường mà nó nâu nâu á thì nó sẽ ngọt hơn thì cũng được, nhưng mà nếu mà có mực rỉ đường thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều trong cái quá trình lên men. Tại vì trong mực rỉ đường này nó cũng có tạp chất rất là nhiều, nhưng mà nó có những cái thành phần axit amin cũng như là vi lượng nó cần thiết cho cái việc lên men tốt hơn á. Thì ở trại Út là Út dùng mực rỉ đường mọi người. Đây, xong rồi là Út sẽ lấy 5 ký mực rỉ đường ha. Đây nè mọi người, Út sẽ lấy 5 ký mực rỉ đường đây. Đó, đây. Anh có thể dùng ấy lên giùm em không? Mất công. Đó đây, mực rỉ đường đây là bên Út nha mọi người. Mọi người thấy mê không? Thơm ha. Thơm như thơm mùi mực ong á. Ngọt ghê lắm mọi người. Mực ong mà giống thơm không? Tán hồi xưa. Giống đường tán hả? Thơm ha. Đó, mọi người thấy mực bên chạy Út là như thế này nè. Đó, Út là có. Mọi người biết không, là nhiều bà con nói là bán mực rỉ đường rồi ship chỗ này chỗ kia mà không đơn giản đâu mọi người. Một cái can như thế này 40 kg lận, là tại vì nó nguyên chất, nó loại tốt á, cho nên nó nặng lắm. Mà một cái can này Út bán không có bao nhiêu á, chỉ cho hỗ trợ cho những bà con nào mà tới trại Út tham quan này nọ mà không mua được mực rỉ đường thì Út chia lại thôi.
chứ 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 hàng nặng mà cũng không có phải lời lãi bao nhiêu hết á, cho nên là nhiều khi là bà con mình thấy mà Út đi tìm xe đồ lâu á thì mọi người cũng thông cảm đợi Út nha. Tại vì nó là hàng nặng á, mỗi khi Út gửi đi là Út phải đợi 2-3 tiếng đồng hồ mới gửi được một can mực để đường á, cho nên là bà con mình cũng thông cảm, tại vì Út phải sắp xếp thời gian đợi xe, đợi cổ nó hợp lý rồi Út mới chở đi được á. Thì đây mọi người, đây là 5 kg mực rỉ đường nha mọi người, mà thấy đã không? Trời ơi, ghiền hơn mọi người nè, thơm phức luôn mọi người. Cái này là hồi xưa là còn chấm cả cơm cháy rồi ăn đó mọi người. Ăn được mà, đâu có vấn đề gì đâu, nó kiểu giống như mực đường đường, nhưng hồi xưa mình còn ăn cả mì củ mì mình chấm với đường bột cũng được mà. Đó, dùng 5 kg mực rỉ đường anh chế vô đây. Đó. Vô bỏ vô đó đi. Không, bỏ đây đi. Không, cái bỏ này vô không đủ. Đủ mà, trời ơi 5 kg mực nó nặng mà. Đấy, mọi người thấy mực nó đặc quánh luôn không? Đấy. 5 kg mực rỉ đường nha. Mọi người không có mực rỉ đường thì có thể sử dụng là đổi qua 3 kg đường nâu cũng được, nếu mà khó khăn trong cái việc mua mực rỉ đường quá. Rồi tiếp tục là dùng với 100g phụ gia. Cái này là phụ gia nha mọi người. Đây. Không, 100g thôi, mình đang nhân men cấp 1. Khi nào mà cấp 2 thì mình mới cho 900g còn lại, lấy một lạng cái đó đi. Cái này hả? Cắt thì dùm em một lạng cái đó nha. Đó là một lạng cái phụ gia này nha mọi người. Cái phụ gia này là phụ gia dinh dưỡng, cho nên là nó rất cần thiết trong cái quá trình lên men để cho cái men của mình nó tốt á mọi người. Tại vì men á, nếu như mà mình bỏ ít phụ gia quá thì cái con men nó cũng hàm lượng nó thấp thôi. Còn cái phụ gia này nó giúp cho là cái con men nó tốt hơn, và nó cái hàm lượng cái con men nó sinh sôi nảy nở rất là nhiều mọi người, hàng triệu con, hàng triệu con trở lên luôn á. Cho nên á là Út ưu tiên là dùng thêm cái phụ gia này mọi người. Tại vì mình giống như là một cái này là Út có thể ủ được 8 đến 10 tấn luôn. Đấy. Một lạng thôi nha. Đáng lý ra phải đổ vô cái chén chứ đổ vậy làm sao mà anh rét ra được. À cũng được, chút mình đổ nước cho mình tráng á. Đây mọi người, đây là phụ gia nha mọi người. Nó có những axit amin, nó có những cái chất mà để cho nó lên men nó nhanh hơn và nó mạnh hơn, nó sinh sôi nảy nở. Cũng giống như là cái cám gạo nó cũng hỗ trợ cái chất nền để hỗ trợ quá trình lên men nó tốt hơn các mọi người. 100g này mọi người, đây. Rồi đổ vô đây đi. Đổ xuống còn cái đó chút nữa mình chế nước vô cũng được. Tiếp tục mình lấy 1 kg men nha mọi người. Men nào cũng được nha. Men bên Út là men loại này là loại H9, còn mọi người men nào cũng được, men V1 hay là men Phương Nam hay men gì cũng được ha. Không cần thiết phải là loại men như nào thì mới tốt, quan trọng là mọi người cần có cái phụ gia dinh dưỡng để cho nó tốt cái con men này lên, là cái men của mọi người nó sẽ tốt à. Đây là một ký men này mọi người. Cái này là men bột ha. Đây bỏ vô. Nó chua chua, mùi giống như là thơm chua chua như mùi hèm rượu á. Đó mọi người. Đây. Đổ vô 1 kg nha mọi người. Đó là như này nè, 1 kg men, 1 kg men bột, mọi người có men nào thì dùng men đó, rồi một lạng phụ gia dinh dưỡng ha mọi người. Rồi là 5 kg mực rỉ đường, không có mực rỉ đường thì thay cho 3 kg đường nâu. Rồi lấy cái cây khuấy đều lên mọi người, chế thêm một ít nước vô đây đi. Có vòi nước không? Mọi người bỏ thêm cỡ chừng 2 lít nước thôi để cho nó khuấy đều á mọi người, 2 lít nước. Rồi khuấy lên cho nó đều đi. Lấy tay khuấy rồi. Lấy tay khuấy. Hy sinh cái tay thì lấy cái tay khuấy, chút nó nổ cái tay luôn. Út nó giỡn rồi mọi người. Cái men này lúc này nó chưa có lên men đâu, mình đang trộn hỗn hợp thôi. Đó. Trộn thôi. Thơm không? Thơm ghê, cái mùi mực rỉ đường nó thơm khủng khiếp. Mày đánh bột đó. Đánh bột gì, cái này lấy cái tay bóp bóp nó ra được rồi. Đó.
chế từ từ quá. Tá ma vẫn tan đó mọi người, làm cho đều ra ha. Rồi đây, bắt đầu là sau khi mà mình trộn hết, đó là Út quay cho mọi người coi nó rõ thôi, chứ còn mà thường thường là Út sẽ làm trong cái này luôn mọi người. Đổ vô đây đi, đổ vô đây. Sau khi mà trộn hết hỗn hợp đó, nó hòa đều với nhau rồi, mọi người đổ vô cái thùng 100 lít nha. Tại vì cái đó là mình sẽ ủ ra được 100 lít cấp 1 nha mọi người. Thì mình sẽ thêm nước vô, thêm nước vô. Cái thùng này là 120 lít, cho nên là mình thêm lưng lưng thôi. Đó. Đi vô, đi vô. Ôi. Này có màu đẹp mọi người, mực rỉ đường á, thơm lắm luôn mọi người. Hồi trước á mọi người biết không, Út ủ mà Út làm biếng bỏ cái phụ gia dinh dưỡng, cho nên á cái con me nó cũng tốt nhưng mà nó không có mạnh bằng mọi người. Còn đây nè, cái phụ gia dinh dưỡng này thì nó có cả axit amin, nó có cả các khoáng chất á, nó giúp con men mình nó mạnh hơn rất là nhiều luôn, gấp mấy cả trăm lần á mọi người. Cho nên là để Út ủ như này là mình chế thêm cho đủ 100 lít nha. Còn cái này mọi người cách lại, cột lại cho kỹ để 3 ngày sau. Cái này á mình sẽ đổ cho nó đầy lên đây nè mọi người, đầy lên đủ 100 lít ha. Mới nói là 100 lít thôi nhưng mọi người có thể là sai số trong phạm vi, thí dụ 95 lít hoặc là 105 lít cũng được, không có vấn đề gì hết nha mọi người. Mọi người đừng có lo, tại vì nhiều bà con hỏi Út canh 100 lít rồi sao thấy khó quá, tại vì nó lý thuyết thôi. Cái công thức của nó là mang tính chất lý thuyết, cho nên là bà con mình giống như trại Út cũng vậy, đâu có ai tài giỏi gì đâu, mình chỉ làm mang tính chất tương đối thôi, thì như vậy cũng đã tốt lắm rồi. À mọi người chế vô cho nó đủ. Ôi văng lên ống kính của em được rồi, sạch rồi đó. Đấy. Đó là sau khi mà nó đầy như thế này á, thì sẽ đậy nắp lại rồi để cho nó để trong mát nha mọi người, để trong mát ha. Ủ trong 3 ngày thì mình có thể là đem ra ủ cấp 2. Thì ở video sau á, Út sẽ quay cho mọi người coi cái cách mà trại Út ủ cấp 2 như thế nào. Nó cũng cực kỳ đơn giản thôi, nhưng mà Út muốn quay những cái gì thực tế ở trại Út thì Út sẽ quay cho mọi người coi, là Út sẽ ủ trong cái thùng này. Nhưng mà mọi người biết không, đầu tư cái thùng này cũng tốn lắm mọi người. Út mua là vận chuyển tới đây là triệu 2 luôn á mọi người, triệu 2 cái thùng này nè. Nhưng mà cái thùng này là loại tốt, nó có nhiều loại nữa. Rồi cái khung ngoài này là khung nhôm, khung sắt, khung tùm lum loại nữa. Cho nên là mỗi giá thì nó sẽ có cái khác nhau, nhưng mà Út là Út ưu tiên dùng cái loại thùng như này. Nó mọi người thấy nó kiên cố không? Đó. Nó to 1000 lít mà nó bền á. Cho nên là Út bỏ ra luôn, thay vì mình sử dụng 10 cái thùng như này thì một cái thùng như này cũng đã 150 rồi, và 10 thùng thì thành 1,5 triệu rồi. Mà nó lại cồng kềnh. Hoặc là vậy nè bà con nè. Nhiều bà con là đắn đo cái việc mà mình suy nghĩ giữa cái việc là mình mua dụng cụ bằng cái thùng này để ủ 1000 lít. Không, mình đừng có làm vậy. Bà con, cái này là bịch 1 ký đúng không? Thì mình pha được 100 lít cấp 1. Thì mọi người nếu như mà không đủ dụng cụ để đựng á, như cái thùng gỗ ở đây á, thì mọi người có thể là ủ 3 nửa ký, 500 gram. Thì mọi người cứ lấy cái tỷ lệ chuẩn là cứ 100 lít như hồi nãy Út làm cho mọi người coi á, thì mọi người cứ trừ đi, trừ một nửa, thí dụ làm một nửa, hoặc là có ít thùng thì làm 300 gram thôi. Thì 300 gram thì lại là 30 gram phụ gia dinh dưỡng thôi, thì mọi người sẽ ủ được ít hơn mà đỡ phải tốn cái bình để chứa. Thí dụ 300 gram thì đâu, cái này 1 ký là ra được 100 lít, thì 300 gram là ra được 30 lít cấp 1. Tại vì 1 ký men là ra được 100 lít cấp 1. Mà thì mọi người không có cái thùng như này, có 2-3 cái thùng thì mọi người ủ 200 gram thôi. 200 gram là ra được 20 lít rồi. Nhưng mà biết sao không? Nó bất lợi cái là tại vì mình ủ cái quá trình lên cấp 2 á, nó mất cấp 2 với cấp 1 nó mất tầm cỡ chừng 1 tuần lễ.
thì nó lại lâu, nhiều khi mình muốn dùng nhiều mà nó như vậy thì nó lâu mọi người. Nhưng mà giống như là điều kiện mình có nhiều thì mình làm bao nhiêu, chứ mình gắn lên mình mua những cái chi, những cái dụng cụ như này thì nó tốn kém. Như Út là Út đầu tư để Út ủ men nhiều để cho một lần 3-4 tấn bả đậu á, thì Út sẽ dùng cái thùng như này. Nhưng mà bà con mình mà dùng ít á, thì mình cứ linh hoạt ha. Chứ bà con mình đừng có đặt nặng quá là cái việc mà mua thùng, mua màng đồ nó nặng nề. Là mình dùng ít thôi, 200g. 200g là ra được 20 lít này là mình lên cấp 2 là 200 lít cấp 2 rồi. 200 lít cấp 2 là ủ được tầm cỡ chừng 2 tấn rồi hả? Ồ, nhiều. Đó mọi người, 200 lít cấp 2 là 200 lít cấp 2 là mọi người ủ được 2 tấn bả đậu rồi, hoặc là 2 tấn thức ăn rồi. Còn cái phần còn lại thì mọi người cất cho kỹ ở trong chỗ mát ha. Cái này thì mình để bảo quản lâu được, mình cất kỹ ở trong chỗ mát, đừng có để ngoài nắng thì nó ảnh hưởng. Như vậy thôi mọi người. Được rồi, đây nè. Đây nè mọi người. Đó. Mọi người thấy không? Sau khi mà Út hòa quyện tất cả vô với 100 lít nước mà nó còn đậm đặc như này là mọi người biết mực rỉ đường. Mực rỉ đường là cái chỗ này là Út lấy nó công ty á, trời nó nguyên chất ghê lắm. Có nhiều hãng khác nhau lắm, cho nên là giống như Út dùng nhiều á, cho nên là cần phải một cái nơi mà nó chất lượng, thà cái giá nó có thể nhỉnh hơn 2-3 ngàn, nhưng mà cái chất lượng nó phải tốt, chứ không thôi một lần mình ủ nó vừa tốn công, tốn thời gian, tốn tiền mua men này nọ, mà cái mực rỉ đường nó không tốt thì nó ra là con men nó cũng không có được hoàn hảo như mình mong muốn á, cũng khó chịu lắm mọi người. Đó, video Út chia sẻ cái cấp 1 đơn giản như thế này thôi, nói hơi dông dài, hy vọng là bà con mình có thể là tham khảo được tí gì đó ở cái việc mà nhân men cấp 1, tạo men cấp 1 ở trại Út ha. Bà con yêu thương hoặc là quan tâm tới những chia sẻ của Út á, mọi người bây giờ là tối rồi, Út làm xong cái này là Út nghỉ đi ăn luôn mọi người, 7 giờ rồi. Thì bà con yêu thương Út á, thì mọi người nhấn vào nút đăng ký cũng như bấm vào nút like để Út có thật là nhiều tinh thần, cho dù mệt mỏi như thế nào thì Út cũng cố gắng quay video cho bà con mình xem nha. Bye bye, hẹn gặp lại bà con mình nhé.